Em Nam xin chào tất cả bác đã trở lại với shop của Hoàng Nam Mario nha. Trong buổi tối ngày hôm nay em Nam sẽ lên sóng nhanh một clip để giới thiệu về sản phẩm em Nam vừa cập bến, đó là một bộ mic Shure UR24S. Đây là dòng mic đơn, dòng huyền thoại và có một cái chất âm rất là hay. Trong tình trạng là đẹp nhất từ trước tới nay, các bác có thể nhìn thấy này. Đẹp như thế nào thì bây giờ tất cả những cái góc cạnh của mặt trước của cái UR4S các bác có thể nhìn thấy này. Chúng ta dừng ở điểm này một chút đấy. Các bác có thể nhìn thấy cái màng ni lông kia không? Đấy, màng ni lông trên màn hình này còn chưa bóc một chút nào cả. Đấy. Và các phím này mặt là phay nhôm xước đây, nó còn mới leng keng. Đó là mặt tiền. Tiếp theo sẽ là vào nội thất bên trong. Các bác nhìn này. Nội thất bên trong này nó còn sáng bóng luôn. Cái mạch nó còn xanh biếc. Những cái phay nhôm này nó còn sáng choang này, phần nguồn này. Các bạn nhìn này, những cái sợi dây này chưa bị ố vàng một chút nào cả. Đấy. Đấy là những cái chi tiết mà em Nam muốn khoe để gửi tới tất cả các bác về cái hộp sóng UR4S này. Đấy. Hộp sóng nó đẹp rồi thì bây giờ đến cái phần tay của nó. Đấy, các bác sẽ cùng với em Nam ngắm thật kỹ về cái tay mic này xem nó có bị xước ở đâu hay không có nhá. Đấy. Đấy, em Nam sẽ xoay từng góc cạnh một, từ từ một để xem là nó bị xước ở đâu không. Đó. Đó. Xem là nó có bị xước ở đâu. Em Nam bao cho các bác là đẹp như mới luôn cái tay này. Đó. Sử dụng là đầu Beta 87A. Đấy. Cũng tuy là hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất mới và rất đẹp. Em Nam tự tin khẳng định với các bác đây là bộ đẹp nhất từ trước tới nay của dòng Shure UR24S đó. Và đó là cái em Nam muốn gửi tới tất cả các bác để các bác có muốn trải nghiệm những cái dòng mic huyền thoại Shure UR có một cái chất âm analog rất là hay, rất là tuyệt vời thì hãy liên hệ với em Nam. Em Nam đang sở hữu một bộ đẹp nhất từ trước tới nay, rất là mới, rất là đẹp. Đấy. Và còn một bộ mic đơn của Sen để các bác cùng trải nghiệm là một bộ Sen và một bộ Shure. Đó. Đó là Deceiver EM3031. Mic đơn lâu lắm rồi em Nam mới về được những cái bộ mà nó còn xuất sắc cũng như là những cái dòng hiếm như thế này. Đấy. 3031 phải hàng 1-2 năm nay rồi thì mới lại tiếp tục về được những dòng mic đơn của Sen 5002. Đấy, và sử dụng đầu Lumen KK105S. Đầu này phải nói chính xác là lai lưu, chỉ có một vài vết nho nhỏ thôi, nhưng mà qua camera này sẽ không nhìn thấy được. Trên tay thì cũng sẽ có một vài vết xước. Hàng đã qua sử dụng thì chắc chắn không thể tránh khỏi những vết xước. Ai mua rồi cũng phải dùng, chứ không thể nào mua về để cất tủ để cho người sau mua để được đẹp cả, đúng không các bác? Nên là ai mua cũng sẽ phải dùng, nên là chắc chắn sẽ có phải có những cái vết xước ở trên tay rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái đầu mic này, chúng ta đi mua soi xem nó có bị móp méo hay bị cấn móp nặng ở đâu không. Nếu mà nó bị móp méo thì chứng tỏ là nó phải rơi va đập ở những cái vị trí rất là nặng thì nó mới bị méo, đúng không các bác? Đấy, những cái điều đó là em Nam loại ngay, không bao giờ nhập những cái dòng có giỏ mic bị méo, bởi vì là chỉ có bị rơi thì mới méo, hoặc là va đập rất là mạnh nó mới méo được. Còn lại tay xước thì không thành vấn đề, xước nhỏ có thể chấp nhận được các bác nhá. Đấy. Đấy. Tay rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn này, màu vàng cát rất là sang trọng. Đấy, một bộ mic đơn Sen 5002 kết hợp với lại bộ Shure UR24S sử dụng Beta 87A thì đây là một trong những combo rất là tuyệt vời của hai thương hiệu hàng đầu về sản xuất dòng microphone. Đấy. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Hoàng Nam Audio qua số điện thoại em Nam sẽ ghi vào trên bài. Và đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục mang những sản phẩm chất lượng cao như thế này về phục vụ cho toàn thể các bác trong thời gian sắp tới nhé. Bây giờ xin thân ái hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.